Hoàng Công Gia Bảo đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An. Vâng, rất vui được gặp bạn ở trường quay này. Và bạn mang đến đây điều gì ạ? Dạ, em mang đến một tâm hồn đẹp. Một tâm hồn đẹp. Bạn có chia sẻ là ước mơ muốn làm một công dân tốt, một bác sĩ tận tâm, truyền cảm hứng. Và sẽ cố gắng cứu giúp được nhiều người nhất có thể. Vâng, và muốn thực hiện ước mơ đó thì chúng ta hãy cùng rèn luyện ngay từ bây giờ đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và bây giờ chúng tôi muốn kiểm tra kiến thức của bạn một chút với phần thi khởi động. Bạn sẵn sàng chưa? Dạ em đã sẵn sàng. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động ngay với bạn Gia Bảo. Kết hôn gần làm suy thoái. Chính xác. Đâu là những ví dụ về một loại hình văn bản, bài thơ, bài báo, đơn xin việc, giấy mời họp? Đơn xin việc. Tất cả. Vào ngày 19 tháng 8 năm 1945. Chính xác. Ai là đội trưởng đội tuyển bóng đá Bồ Đào Nha tại giải vô địch? Cristiano Ronaldo. Khuôn nhạc gồm mấy dòng và mấy dòng khe? 5 khe. 5 dòng 4 khe mới đúng. Ocean waves are most commonly caused by. Liên kết là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion. Chính xác. Công trình kiến trúc này ở quốc gia nào? Mỹ. Chính xác. Ánh sáng do mặt trời và các đèn có dây đúng. Tóc nóng. Bạn có thêm 10 điểm. Xét về thời gian trồng chè lâu năm. Chính xác. Hai đường thẳng được gọi là đường phẳng nếu chúng mặt phẳng. Mạng điện xoay chiều dân dụng ở nước ta có điện áp. Chính xác. Loại gió nào thổi từ áp cao cận chi tuyến về áp thấp xích đạo? Gió mậu dịch hay gió tín phong? Như vậy là bạn Gia Bảo đã trải qua những câu hỏi đầu tiên trong phần thi khởi động và chúc mừng bạn đã giành được 90 điểm. Và bây giờ thì hãy cho chúng tôi biết về những câu hỏi mà bạn sẽ lựa chọn để trải qua trong phần thi này. Dạ em chọn 10, 20, 20 ạ. 10, 20, 20. Chúng tôi đã nghe rõ. Chúc bạn thành công. Và câu hỏi đầu tiên của Gia Bảo sẽ có giá trị 10 điểm với nội dung như sau. Tác giả Xuân Diệu viết những câu thơ sau vào mùa thu năm nào? Việt Nam, Việt Nam, cờ đỏ sao vàng. Những ngực nén hít thở ngày độc lập. Nguồn lực mới bốn phương lên tới tấp. Nếp cờ bay chen vỗ sóng bài ca. Câu trả lời của em là năm 1945 ạ. Vâng, ngay sau ngày 2 tháng 9 năm 1945, trong niềm vui bất tận thì Xuân Diệu đã nhanh chóng đến với thơ ca cách mạng và hân hoan chào đón nước Việt Nam mới bằng trường ca ngọn quốc kỳ. Và đáp án là 1945. Chúc mừng Gia Bảo! Lúc này số điểm của Gia Bảo là 260 điểm. Và ở câu hỏi tiếp theo thì bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em không ạ. Chúc bạn thành công với câu hỏi này. Đây sẽ là một câu hỏi mà bạn phải trả lời bằng tiếng Anh. Hi, my name is Greg and I'm from Brazil. John needs 25 bottles of water from the store. However, John can only carry 3 bottles at a time. What's the minimum number of trips that John needs to make to the store? Good luck. 9. Gia Bảo đưa ra câu trả lời khá nhanh và chắc chắn. Bạn đã nghe được những thông tin gì ạ? Dạ, em nghe được là thầy cần đưa 25 chai ra ngoài siêu thị nhưng mà chỉ mỗi lần đi chỉ được đưa 3 chai. Và thầy hỏi là cần đi tối thiểu bao nhiêu lần để có thể đưa hết chai ra ngoài. Và đáp án là 9. Này, chúc mừng Gia Bảo. Bây giờ thì Gia Bảo sẽ đến với câu hỏi tiếp theo có giá trị 20 điểm của mình. Bệnh tạo xương bất toàn hay bệnh giòn xương còn có tên gọi phổ biến khác là gì? Dạ, câu trả lời của em là thoát đĩa đệm. Bệnh loãng xương ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, bệnh tạo xương bất toàn hay bệnh giòn xương còn có tên gọi phổ biến khác là bệnh xương thủy tinh ạ. Và đó là câu hỏi cuối cùng chúng tôi dành cho Gia Bảo rồi. Và bây giờ bạn có thể trở về vị trí. Với số điểm 180, Việt Hoàng sẽ là người tiếp theo tiến tới vị trí về đích. Bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào ạ? Em cảm thấy khá là thoải mái ạ. Đã thoải mái rồi, xin mời. Và Việt Hoàng hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em xin chọn gói câu hỏi 30-20-20. Ngôi sao hy vọng câu đầu tiên. 30-20-20 và ngôi sao hy vọng ở câu đầu tiên. Chúc bạn thành công với lựa chọn này. Trong các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Bắc Ninh, tỉnh nào không có bờ biển chạy qua?
Câu trả lời của em là tỉnh Hải Dương và tỉnh Bắc Ninh. Bạn đã cân nhắc kỹ chưa ạ? Em chắc chắn. Chắc chắn. Và bạn đã có thêm 60 điểm. Chúc mừng Việt Hoàng. Một sự lựa chọn rất đúng đắn khi bạn đã quyết định dùng ngay ngôi sao hy vọng từ câu hỏi đầu tiên có giá trị 30 điểm. Và bây giờ câu hỏi tiếp theo sẽ có giá trị 20 điểm và chúc bạn thành công với câu hỏi này. CaCO3 có màu trắng. Tại sao các loại đá vôi mới khai thác từ những nơi khác nhau trong tự nhiên thường có nhiều màu sắc? Thưa em, bởi vì đá vôi khai thác từ những nơi khác nhau trong tự nhiên có nhiều màu sắc là do màu của thạch nhũ hay là do khí hậu ở đấy thay đổi màu. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Hải Đăng. Thưa anh chị, là theo em thì đá vôi khi khai thác thường có những màu sắc khác, bởi vì trên cái phần mình quặng đá vôi mình khai thác thì sẽ có những cái chất khác và nó sẽ tạo ra những cái màu sắc đấy ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi là đá vôi khai thác trong tự nhiên thường không tinh khiết và thường lẫn tạp chất nên có nhiều màu khác nhau, và câu trả lời của Hải Đăng được chấp nhận. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của Việt Hoàng, đó là câu hỏi có giá trị 20 điểm. Nhóm thực vật nào đóng vai trò cung cấp oxy và thức ăn cho các động vật dưới nước? Câu trả lời của em là tảo. Chúc mừng Việt Hoàng. Bạn đã hoàn thành khá tốt phần thi về đích. Xin mời bạn quay trở về vị trí nghỉ ngơi. Người tiếp theo đến với phần thi về đích là Hải Đăng. Xin mời bạn. Hiện giờ Hải Đăng đang có 180 điểm và bạn sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào cho phần thi về đích? Em chị lên đến đây thì em cũng không còn gì nối tiếc nữa đâu. Em sẽ chọn 3 câu 30 điểm. 3 câu 30 điểm. Wow, rất quyết tâm và chúc bạn thành công ạ. Những người còn lại hãy cổ vũ cho Hải Đăng. Câu hỏi đầu tiên của bạn sẽ có giá trị 30 điểm. Trong thực tế, ở hầu hết các vật thể rắn, khi được đốt nóng đến nhiệt độ 525 độ C, sẽ xảy ra hiện tượng đặc biệt nào? Thưa chị là thăng hoa. Hiện tượng thăng hoa. Cơ hội của các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Việt Hoàng. Câu trả lời của em là nóng chảy ạ. Vâng, hiện tượng này được ứng dụng trong bóng đèn sợi đốt ngày xưa và hiện tượng đó là phát sáng ạ. Rất tiếc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Hải Đăng, một câu hỏi có giá trị 30 điểm. Và bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không. Vâng, chúc bạn thành công với câu hỏi này. Những nguyên tố hóa học cơ bản cấu tạo nên hợp chất glucid, đường, tinh bột, cellulose của thực vật là gì? Em thưa chị là carbon, hydro, oxy. Bạn đã không thay đổi câu trả lời. Bạn có tiếc là mình đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Khá tiếc. Vâng, tôi cũng rất tiếc bởi vì bạn đã đưa ra phương án trả lời chính xác rồi. Chúc mừng Hải Đăng. Và chắc chắn ở cơ hội cuối cùng này, bạn sẽ lựa chọn ngôi sao hy vọng đúng không ạ? Vâng. Vâng, chúc bạn thành công với ngôi sao hy vọng này. Sắp xếp các loại văn bản sau theo thứ tự giảm dần của giá trị pháp lý. Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, luật, thông tư, hiến pháp, nghị định. Hiến pháp, luật, nghị định, thông tư.
Vâng, văn bản có giá trị pháp lý cao nhất ở nước ta hiện nay là hiến pháp, và tiếp theo sau đó là luật, nghị định và thông tư. Chúc mừng bạn. Rất tuyệt vời. Hải Đăng đã giành được thêm trọn vẹn 60 điểm nữa và số điểm bây giờ của bạn là 270. Chúc mừng Hải Đăng đã có một phần thi về đích rất thành công. Bạn ấy rất quyết tâm và cuối cùng nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng rồi. Bây giờ Hải Đăng chỉ còn cách người đang tạm dẫn đầu bạn Gia Bảo có 10 điểm, khoảng cách rất ít ỏi thôi, và mọi thứ sẽ được phân định sau phần thi về đích cuối cùng của Hồng Đức. Bây giờ Hồng Đức đang cảm thấy thế nào? Em cảm thấy sẵn sàng rồi. Đã sẵn sàng rồi, xin mời bạn. Hồng Đức hãy cho chúng tôi biết bạn lựa chọn những câu hỏi thế nào. Em lựa chọn gói câu hỏi 20, 30, 10 ạ. 20, 30 và 10, chúng tôi đã nghe rất rõ lựa chọn của bạn rồi. Và câu hỏi đầu tiên sẽ có giá trị 20 điểm. Người xưa có câu, thứ nhất cổ bi, thứ nhì, thứ ba cổ pháp, để nói về tam cổ, tức ba vùng đất địa linh nhân kiệt trong lịch sử. Hãy cho biết trong dấu ba chấm là địa danh nào. Cổ Nhuế. Cơ hội ghi điểm thuộc về những người còn lại. Xin mời. Gia Bảo đã giành được quyền bấm chuông. Câu trả lời của em là Cổ Loa. Vâng, đáp án chính xác. Có lẽ là Hồng Đức rất tiếc, đúng không? Cổ Loa mới chính là từ còn thiếu. Và chúc mừng Gia Bảo, bạn đã có thêm 20 điểm. Bây giờ thì Hồng Đức sẽ đến với câu hỏi tiếp theo có giá trị 30 điểm. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em có. Vâng, chúc bạn thành công với ngôi sao hy vọng này. Và đó là một câu hỏi bằng tiếng Anh. Hi, I'm Lewis from the US. In 2020, we celebrate the 250th anniversary of the birth of a genius composer. He overcame unhappiness in his life, especially his deafness, to pursue a passion for music. Do you know who he is? Good luck. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Vâng, trong câu hỏi vừa rồi thì thầy giáo đã nói là năm 2020 chúng ta kỷ niệm 250 năm ngày sinh của một nhà soạn nhạc thiên tài. Và trước đó thì ông đã có một cuộc sống bất hạnh, đặc biệt là căn bệnh khiếm thính. Ông đã vượt qua căn bệnh này để theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Và thầy hỏi ông là ai? Đáp án là Ludwig van Beethoven. Vâng, và rất tiếc là Hồng Đức đã chưa nghe được những câu hỏi của thầy, đúng không ạ? Và bây giờ thì bạn sẽ đến với câu hỏi tiếp theo có giá trị 10 điểm. Bạn hãy hoàn thiện phát biểu sau. Vào năm 1600, nhà vật lý người Anh William Gilbert đã đưa ra giả thuyết trái đất là một khổng lồ. Ông đã làm một quả cầu lớn bằng sắt nhiễm từ, gọi nó là trái đất tí hon. Là một quả cầu khổng lồ ạ. Là một quả cầu khổng lồ ạ. Và rất tiếc, đó chưa phải là câu trả lời đúng. Xin mời các bạn còn lại. Hải Đăng đã quyết định nhấn chuông. Mời bạn. Em thưa chị, câu trả lời của em là nam châm ạ. Nam châm khổng lồ. Vâng. Và chắc chắn rồi, đó là phương án chính xác. Chúc mừng Hải Đăng, bạn đã vừa có thêm 10 điểm nữa. Như vậy là Hồng Đức cũng đã hoàn thành phần thi về đích. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ bạn có thể nghỉ ngơi một chút rồi ạ. Như vậy là bốn thí sinh đã hoàn thành cuộc thi của mình ngày hôm nay, và chúng ta hãy cùng xem thành quả mà họ giành được sau chương trình là như thế nào. Bạn Phạm Bùi Hải Đăng đến từ trường Trung học phổ thông Gia Viễn A, Ninh Bình giành được 280 điểm. Bạn Hoàng Hồng Đức đến từ trường Trung học phổ thông Lương Văn Chi, Lạng Sơn giành được 80 điểm. Bạn Phạm Việt Hoàng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội giành được 225 điểm. Và bạn Hoàng Công Gia Bảo đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An giành được 300 điểm. Tất cả Nhật Bản. Bỏ qua. Đoạn nhạc vừa rồi sẽ mang ý nghĩa là về quê cùng vào miệt quế đấy. Nghĩa nó là mời anh chị về quê em chơi ạ. Bạn nghĩ chúng tôi chỉ ăn về chơi thôi sao? Một chút đấy. Ẩn số rất đơn giản thôi, 20 chữ cái. Rất tiếc, bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vừa rồi là một câu trả lời chính xác.
cơ hội trả lời thuộc về các bạn thí sinh còn lại. Câu trả lời của em là... Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta đã chứng kiến một cuộc chơi rất nhiều cảm xúc để đến lúc này chúng ta tìm ra được chủ nhân xứng đáng của chiếc vòng nguyệt quế, người đang sở hữu một số điểm khá cao. Bạn Gia Bảo đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Duy Trinh, Nghệ An. Và bây giờ xin mời bạn hãy cùng đón nhận chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên trên hành trình của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21. Phần thưởng cũng sẽ được trao cho các bạn Hải Đăng, Việt Hoàng, Hồng Đức với những cố gắng mà các bạn đã thể hiện trong suốt chương trình hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đại diện nhà tài trợ Thaco, công ty cổ phần ô tô Trường Hải, ông Dương Công Vương. Và xin kính mời ông Dương Công Vương sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Thí sinh đạt được giải nhất của thi tuần nhận được số tiền thưởng 10 triệu đồng từ nhà tài trợ công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Xin chúc mừng Gia Bảo.